Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào chương trình hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều khán giả đã điện thoại để mà ghi danh đi tham dự đại hội tháng 8, đại hội quốc tế để chúng ta bầu chọn ra một vị lãnh đạo cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Đây là một cái cuộc đại hội lần đầu và cũng là lần cuối để kêu gọi tất cả các tổ chức hội đoàn chính đảng hãy tụ tập về Houston, Texas để chúng ta họp với nhau trong 3 ngày để đưa ra những cái chương trình gọi là kế sách về kiến quốc và cứu quốc trong tương lai và mai hậu đối với Việt Nam đang trong cái tình trạng đã khó khăn đối với tổ cộng, đối với nội bộ, đối với đảng phái, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đang cái trên một cái sự, nếu mà nói tuột dốc thì nó không được đúng lắm, phải nói là trên đồ phá sản của quốc gia. Và chúng ta thấy tình thế của thế giới bây giờ nó đang thay đổi. Ngay cả đến cộng sản của tàu cộng bây giờ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Người dân người ta đã xa rời các chế độ bạo tàn của cộng sản, của Tập Cận Bình. Cho nên quý vị thấy không? Ngay cả những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông 2,5 triệu người, mà trong khi dân chúng chỉ có 7-8 triệu cho đến 9 triệu. Cho nên điều này chứng tỏ cho thấy người dân người ta chán ngán cái chế độ bạo quyền của cộng sản. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Cương mới gửi cho một cái bản tin gọi là cái press release, cái thông báo chính thức của liên danh Donald Trump và Mike Pence ra tranh cử tổng thống vào năm 2020. Tôi xin đọc hầu quý vị bằng tiếng Anh. Ladies and gentlemen, I'm officially running for the president of the United States and we are going to make our country great again. It can happen. Our country has a tremendous potential. We have a tremendous people. Đó là lời tuyên bố của ông Tổng thống Donald Trump vào cái ngày 16 tháng 6 năm 2015, khi ông cùng với bà vợ là Melania đã đi từ cầu thang ở trên Tower Trump hay là Trump Tower để tuyên bố ra tranh cử năm 2015. Thế thì hôm nay đúng là 4 năm ông ra tái tranh cử xuất quân ở Orlando. Và ông đưa ra những câu tuyên bố là "When I launched my 2016 presidential campaign 4 years ago today, the fake news media told us that we had no chance of winning. But I believe in our tremendous potential because of you. Since then, we've been winning at unprecedented rate." Kính thưa quý ông bà và quý vị quốc dân đồng bào, tôi chính thức tuyên bố ra lệnh tranh cử tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và tôi sẽ chủ trương làm cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia vĩ đại trở lại. Điều này có thể xảy ra bởi vì quốc gia của chúng ta có rất nhiều cơ hội, rất nhiều những cái tiềm năng, potential. Và chúng ta có những con người tuyệt vời, tremendous people. Đó là lời tuyên bố vào năm 2015, ngày 16 tháng 6, tại Trump Tower, New York. Còn bây giờ thì ông lại nói rằng, "When I launched my 2016 presidential campaign 4 years ago today," khi mà tôi đã tung ra cái chiến dịch gọi là ra tranh cử tổng thống năm 2016, cách đây 4 năm, the fake news media, những cái làn sóng truyền thông giả dối, told us that, nói cho chúng tôi biết rằng, we had no chance of winning. Chúng tôi không có cách nào mà có thể chiến thắng được. But I believed in our tremendous potential. Nhưng mà chúng tôi lại mạnh mẽ tin tưởng vào những cái tiềm năng tuyệt vời của chúng tôi. Because of you, đó là nhờ quý vị cử tri, quý vị đồng bào trong toàn quốc Hoa Kỳ. Và ông ta nói tiếp tục, since then, và kể từ ngày đó, we've been winning, chúng tôi tiếp tục chiến thắng at an unprecedented rate. Chúng tôi tiếp tục chiến thắng với một cái tốc độ không thể tưởng được, vô tiền khoáng hậu, nghĩa là chưa bao giờ có. Như thế nào? Unemployment rate
are the lowest they've been in decades. Về cái tỷ lệ thất nghiệp thì nó thấp nhất trong nhiều thập niên qua, trung bình 40 đến 60 năm. We've created millions of new jobs. Chúng tôi đã tạo ra được hàng triệu công ăn việc làm mới. The beautiful wall is being built. Bức tường biên giới tuyệt vời đang được xây. Mặc dù gặp nhiều chống đối, ngay từ Quốc hội, Hạ viện là Dân Chủ, kiếm mọi cách để ngăn cản cái bức tường đó. Nhưng bây giờ nó vẫn lừng lững tiến lên mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày một xa hơn. We are pointed to fantastic conservative Supreme Court justices. Và chúng tôi đã bổ nhiệm được hai vị thẩm phán tối cao Pháp Việt bảo thủ tuyệt vời. Fantastic conservative. Đó là ông Gorsuch và ông Kavanaugh. America is respected on the world stage again. Và Hoa Kỳ đã được kính trọng trên chính trường quốc tế. Trước kia Hoa Kỳ họ coi không ra nắm ớt gì dưới thời Obama. Quý vị đều thấy Obama đi đâu cũng phải cúi đầu 90 độ để mà chào, để mà vái. Giờ này Donald Trump đi đến đâu người ta cũng phải kính nể. And so much more. Và còn nhiều hơn thế nữa. You show them what American greatness look like. Quý vị nên cho họ biết Hoa Kỳ vĩ đại như thế nào. And we've just getting started. Và đây là một cái giai đoạn đầu, chúng ta là mới tiên khởi. I'm officially launching my second term. Presidential run tomorrow. Và tôi đã chính thức tuyên bố ra quân tranh cử nhiệm kỳ 2 ngày mai. Bài này giống đặt cách đây 2-3 ngày. And I want you to be a part of it. Và tôi muốn toàn thể đồng bào có dính phần trong đó, có góp phần trong đó. And cement your name in political history. Và đoan chắc tên của quý vị nằm trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ. That's why I'm calling on you. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi quý vị to make one of the most important, để trở thành một trong những cái thành phần quan trọng nhất, contribution of this year, đóng góp vào công cuộc vĩ đại của chúng ta năm nay. Kính thưa quý vị, đây là một cái lối văn tuyệt vời, nói lên những sự thật, không có hoa hòe, hoa sói, hoa mồng gà. Tổng thống Donald Trump nói thật, nghĩ thật và làm thật. Cho nên không ngạc nhiên tại sao hàng trăm nghìn đồng bào đã phải tốn 2-3 đêm để mà chờ được đón chào Tổng thống Donald Trump của năm 2020 và là của một nhiệm kỳ thứ 3 sau đó. Rồi bây giờ vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái tin rất hay mà quý vị theo dõi tin tức báo chí mấy ngày qua. Kể từ ngày 6 tháng 9 rồi đến 6 tháng 14, tháng 6 14, ngày tháng 6 mùng 9, rồi đến bây giờ là 3 trận biểu tình tổng quát của dân chúng Hồng Kông. Và ngày 6 tháng 9 khi mà bà Carrie Lam, tức là bà tổng quản của Hồng Kông, chúng ta có nên nói xa lề một tí. Hồng Kông đã được Anh Quốc cai trị suốt 99 năm, là thuộc địa của nước Anh. Cho nên dân chúng Hồng Kông được hưởng một cái nền văn minh dân chủ tiến bộ của Anh Quốc. Và đúng luật thì sau 99 năm, Anh Quốc trả lại Hồng Kông cho Tàu. Và năm 1997, Vương quốc Anh đã trả lại Hồng Kông cho Tàu, nhưng bắt Tàu Cộng sản phải hứa một điều, để nguyên cho đời sống người dân chúng Hồng Kông được tự do, như là hàng trăm năm trước. Nói một cách khác, tuy trả lại cho Tàu, nhưng mà Hồng Kông vẫn nằm trong cái hệ thống gọi là gì? Một quốc gia mà hai thể chế. Ở trong Tàu Cộng Bắc Kinh thì quý vị biết rồi, con người không có tự do.
Nhưng mà Hồng Kông thì Cộng sản phải hứa với Mỹ, với Anh Quốc trong vòng nửa thế kỷ phải cho người ta sống một đời sống tự do và tự trị, autonomous. Nhưng mà Cộng sản Bắc Kinh, Cộng sản của Tàu Cộng luôn luôn chen lấn về đời sống của người dân. Thế thì trong ngày mùng 4 tháng 6 vừa rồi, dân người ta phản đối cái gì? Mùng 6 tháng 9 vừa rồi, người ta phản đối về cái luật repatriation, tức là cái luật dẫn độ. Trước kia thì không có. Nhưng mà vào ngày đó thì cái bà tổng quản tên là Carrie Lam, bà ta đưa ra quốc hội một cái luật để yêu cầu dẫn độ những người dân Hồng Kông mà chống Cộng sản sẽ bị dẫn độ về Bắc Kinh để xử tội. Để đây là một cái chuyện vô lý. Người dân Hồng Kông họ không chịu lép vế và bị Bắc Kinh tiêu diệt họ. Bởi vì nếu dẫn các tù binh về Bắc Kinh thì xong rồi. Amen, mọi người đều biết mà. Nó cho đi màu tôm ngay lập tức. Bởi vậy cho nên hàng triệu người đã xuống đường. Và con số có lúc lâu nhất là, nhiều nhất là 2 triệu. Trong ngày mùng 9 tháng 6 rồi đến ngày 14 tháng 6. Áp lực đến cái nỗi mà bà Carrie Lam đã phải rút cái luật đó. Không còn đưa ra quốc hội nữa. Và đến giờ này thì coi như bà ta nói không có một ngày tháng nào có thể đem ra quốc hội của Hồng Kông để đòi thi hành cái luật dẫn độ đối với Tàu Cộng. Cho nên đây là một cái sự thất bại. Nếu như người dân các nước Cộng sản đồng thanh đứng lên thì họ sẽ thành công. Đấy, tại sao lần này Hồng Kông người ta không sợ chết? Vì có người Mỹ dính vào. Người Mỹ dính vào đây là cái gì? Quý vị nghe cái là Freedom House, là căn nhà tổ chức tự do của người Mỹ. Họ có bản doanh ở Hồng Kông. Rồi Judicial Watch là những cái tổ chức mà nghiên cứu về luật pháp. Thật ra những tổ chức này đây đều là của Hoa Kỳ và đều là xịa hết. Cho nên Tàu Cộng phải nhượng bộ. Và họ đã thúc đẩy cho dân Hồng Kông nổi lên. Và Tàu Cộng không dám bắn giết. Đến giờ này tuy có hứa mạnh lời nhưng mà trong bụng vẫn rét, là vì người Mỹ vẫn sau lưng. Thế thì các quốc gia Cộng sản còn sợ gì nữa mà không nổi lên để mà tiêu diệt Cộng sản. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.